Ngật đầu dữ liệu luôn. Ngật đầu dữ liệu chứ. Lên tay. Lên tay được không? Ăn hỏng. Ăn thì lên. Lên. Rồi. Thì có múc băng cho cô chú xem ha. Đây 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 đây. Của con đây. Cành bé thôi, cành bé thôi, cành bé thôi. Trời ơi, cành to dữ vậy con. Ơ, ừ. Ăn vậy nó không được nha. Ăn là phải ăn hết chứ. Là chán ăn rồi. Con chán ăn rồi hả? Nữa không? Chán ăn rồi. Thật ra nhóc này thích ăn đồ cứng hơn là đồ mềm. Không, chính xác hơn là đồ giòn nha. Rồi lên đi con. Ăn được không? Rồi, chán rồi. Kẹo ơi. Ai mà đáng yêu quá vậy? Kẹo đấy. Rồi, chín cho nhá, không ăn nữa nhá. Thơm vậy? Mua. Ừ. Ngoan quá, con ai mà ngoan nhỉ? Thật sự là mong 500 bà con thông cảm cho tôi. Tại vì sao ạ? Thật ra tôi cũng không muốn con quỷ lại xuất hiện trên đầu của tôi đâu. Nhưng mà dạ mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi. Bà gào ghê quá. Là kiểu cứ gào gào ngoài kia tôi thấy tội. Mà tôi thì đói, không ăn không được. Mà phải quay. Mà bà thì gào rồi thôi, kệ, cứ cho lên đầu cho nó nghịch vậy. Ngày hôm nay tôi ăn bánh rán mọi người ạ. Chắc đĩa này là vừa ha. Dạo này tôi mua nhiều đĩa lắm. Đó. Chúng ta có những loại gì? Tổng cộng có 5 loại cơ nhưng mà nó được bọc trong đây tôi cũng chả biết sao nữa. Nếu mà là không mè, nếu là mè trắng thì sẽ là đậu đỏ hoặc đậu xanh. Trời ơi. Đậu đỏ. Trời ơi nó ngon nhức nách. Tại vì nó cũng mới chiên á nên là giòn á. Yeah, bà đi rồi. Con có phần bật đã ra khỏi đầu tôi rồi. Yeah. Thế nào chúng ta sẽ ăn đến đậu xanh. Đậu xanh đấy mọi người. À, tiếp theo chúng ta ăn đến viên khác. Đây là đậu xanh dừa. Còn một loại nữa là trứng muối. Tôi đang phân vân không biết nó là cái nào trong đống này. Tôi muốn tìm trứng muối. Cho mọi người nhìn nè. Đây là trứng muối nè. Trời ơi, trứng muối. Đậu xanh trứng muối. Và món đặc biệt các bạn biết cái này là vị gì không? Đó, cái này là nó không mè và nó cũng không nhân luôn. Chỉ có vỏ thôi á. Tôi mong chờ một cái bánh rán như thế này từ lâu lắm rồi. Nói chung là mỗi loại Camui mua 2 cái để thử vị giữa các thứ như thế nào á. Nên là bây giờ vẫn còn... Ok, mình ăn xong rồi. Các bạn nhớ ăn dấu cộng giúp tôi nha. Bye bye. Anh nhớ, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ăn măng chứ. Tung của. Tôi mua mấy loại lận á. Nhưng mà tôi sẽ muốn thử mấy cái này là sẽ khác vị thôi. Chứ còn nó sẽ như nhau. Còn mấy loại này lại khác nhưng mà loại này là ngon. Tôi ăn rồi, tôi biết. Thì bây giờ chúng ta ăn màu xanh này trước đi ha. Ok. Mọi người mở nhớ cẩn thận không nó bắn nước nha. Tôi bị bắn rồi. Ok, và ở đây chúng ta có thanh măng trúc như thế này. Đó. Và bây giờ thì chúng ta cần phải bóc. Các bạn không biết gọi là gì, vỏ à? Nó bị giá và phải bóc bỏ đi. Nó không thì ăn không có được đâu. Ok. Ăn cũng được đó. Này nó sẽ cay cay một xíu. Hơi cay nhẹ.
À, bây giờ chúng ta cùng thử ăn đến cái gói mà đỏ chất chần chợt. Cái kia to nên là bị cắt đôi, còn cái này bé này vẫn còn nguyên cái búp nè, mà chúng ta bóc ra thôi. Ôi nhìn cái búp này xinh quá à. Để tôi xé ra một xíu kiểu nhìn cho nó xinh xinh xíu. Nhìn xinh không? Ăn thôi. Thật ra nó cũng không cay hơn lắm, không cay hơn một xíu thì xíu, nhưng mà nó chua hơn. Hay cái màu đỏ ngon hơn cái màu xanh nhỉ? Ok, chúng ta sử đến cái màu màu này màu gì? Màu da. Ủa nhưng mà cái này nó siêu to mấy lý ơi. Trời ơi, nó siêu to luôn này mẹ ơi, mẹ đếc ơi. Nhưng mà cái vỏ nó cũng to nha. Đây, sau khi bóc thì chúng ta sẽ được một cái siêu to hầm nấu như này. Ui, cái này nó vị ngọt hơn. Ê, tôi không thích ăn cái này nha. Cái này nó cay ít và nó ngọt nhiều. Nhà bây giờ chúng ta ăn những cái thứ mà tôi thích nhất đây nè. Cái này chúng ta vừa không phải bóc mà nó siêu cay. Đây. Trời ơi, một cái của nó sẽ như thế này. Trời ơi nó cay. Trời ơi cái ngửi cái mùi nó cay. Trời ơi nó nức mũi luôn. Trời ơi, nó kiểu nó sộc vào mũi luôn ấy. Cái này phải bạn nào ăn được cay mới ăn được nha. Bạn nào không ăn được cay thì mà ăn cái mùi nó cũng khá là lạ. Ê tính ra ăn mấy cái mùi cái kia nó mùi nó nhẹ hơn nha. Ui mẹ ơi cay thế. Sao cay dữ rồi ta? Như loại này không phải cái loại ngày trước tôi ăn. Loại ngày trước tôi ăn có cay, nhưng mà nó không cay đến mức này mọi người ạ. Nó cay đáng sợ lắm luôn ấy. Thôi, có gì thì các bạn ăn màu xanh hoặc màu đỏ thì ăn là cho bạn nào ăn cay. Còn màu này thì cho bạn nào không ăn cay nha. Chứ còn... Ôi mẹ ơi, loại này nó cay đáng sợ lắm. Mình không ăn xong nhưng mình cũng không nghĩ là mình ăn được đâu mọi người. Ok, mình không ăn xong nhưng mà các bạn nhớ ăn cho cậu giúp mình nha, bye bye. Xin chào mấy ní nha, hôm nay tôi có dịp đi qua IOMEL nên là tôi mua bánh, trời ơi đặc sản của IOMEL là phải mua bánh nha. Đó, đây chúng ta có bánh crush sô-cô-la hạnh nhân. Còn crush sô này, mình quên mất tên. Nhưng mỏi này đó, đây là Resso hạnh nhân. Rồi còn bánh ở trên này mình cũng không nhớ gì nữa, nhưng mình chỉ nhớ là trên này có cái long nhãn. À, bây giờ chúng ta cùng ăn bánh này trước đi, tại vì bánh này nhìn nó khá là lạ. Thật ra là nó giòn cơ, nhưng mà Camui về Camui không có ăn ngay, mà Camui để tủ lạnh nên Camui phải vừa hấp nó với sống. Ok. Ồ, đằng trong nó có thêm phô mai hay là cái gì đó. Ok, do mình ăn hết một cái bánh rồi nên là cũng khá đầy bụng, nên là mỗi miếng mày mình sẽ ăn thử một ít. Ăn hả? Trời ơi, không phải phía đằng trên mà phía đằng trong cũng có sô-cô-la. Bánh của Ion xịn quá. Ok, để dành lại thôi. Rồi, chúng ta cùng xem cái vị này là vị gì nào. Trứng muối, trời ơi, trứng muối nó ngon. Đây chúng ta tới với Grasso bình thường, trong đây sẽ không có gì đâu. Nhưng mỗi lần ăn cái món sẽ tách lớp kiểu này. Vỏ không cũng ngon. Trời ơi, nhìn cái lớp vỏ của Grasso này. Nói chung là bánh croissant là bánh ngon nhất trên thế giới này. Yay, ok. Và các bạn nhớ ăn dấu cộng giúp mình nha, bye bye. Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi ăn phở. Các bạn biết tại sao tôi ăn phở không? Tại vì tôi chốt mua một cái bánh quẩy siêu to khổng lồ. Khi tôi ăn vào thì tôi thấy không được rồi, nó phải có cái gì đó để chấm vào để ăn chung. Và đặc biệt đó là phở. Nào, ok, hôm nay tôi ăn phở. Dí, ở đây chúng ta có bánh phở. Wow, có vẻ thịt ngon đấy. Tôi có dặn người ta là cho tôi nhiều tỏi về đây. Nhiều tỏi thích. Bình thường các mua ăn phở thì các mua chỉ cho cái chua của tỏi thôi, không cho gì thêm nữa đâu. Thế là đủ rồi đó. Trộn lên. Nhìn cái hành này, trời, nhìn cái hành này. Cảm giác ăn nó đúng rồi á.
Ăn xong rồi, nói chung là phở rất ngon. Nhiều hành còn ngon hơn nữa, các bạn nhớ ăn hành nghe. Mình ăn xong rồi các bạn nhớ ăn rồi cậu giúp mình nha. Bye bye. Hello, hôm nay chúng ta cùng làm chả lá lốt. Trời ơi, tôi mua nhiều lá lốt lắm. Rất nhiều hành để cho vào chả. Gì? Đã chuẩn bị xong, giờ thì rán thôi. Ui, không phải chứ thật sự là lâu lắm rồi tôi chưa làm ấy. Ui, cảm giác nhớ thế. Như hồi cấp 2 với cấp 3 hay nấu ăn. Trời ơi. À, nói chung là chúng ta đùn cái lá lốt như thế này. Sau đó gặp lại. Rồi, ok, cuốn lại. Trời ơi, nhớ quá. Lâu lắm rồi không nấu ăn ấy trời. Xíu nấu xong tôi cho mọi người xem nha. Còn bây giờ tắt đây. Hello, tất cả xong rồi. Đây là cái rau màu nó nâu nâu này là tại vì Camui rán chả lá lốt xong, xong rồi Camui xào luôn nên là nó có hơi màu nâu. Nhưng thật ra nó ngon không tôi cũng chưa biết, tôi chưa thử. Chứ thật ra nó ngon nha. Trời ơi, nâu lắm rồi không ăn chả lá lốt đi. Chối tương ớt. Ở đó chấm một miếng. Thật ra mình có thể ăn vãi chả lá lốt được luôn ý. Chả lá lốt ngon quá. Miếng cuối cùng. Ngọt quá. Nói chung là siêu ngon, ngon vô địch, ngon vô đối. Vậy đó, ok. Mình ăn xong rồi, các bạn nhớ ăn dấu cậu giúp mình nha, bye bye. Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn xoài mút. Chà ơi, cái này thì là do con mua mua cái loại lấy cái này lật lại. Đó, nhìn thế là nhìn đẹp. Tại vì con mua mua là lúc nó kiểu chín luôn đó. Tại vì con mua ăn luôn, nhưng mà ai nghĩ đâu tôi để tủ lạnh mấy ngày. Bây giờ làm sao nhỉ, à quên. Với cái này thì chúng ta có thể bóc bằng tay được khỏi dao luôn ấy. Ra là tôi cũng đâu có định ăn đâu, nhưng mà tôi cho kẹo của tôi ăn á, thì tôi thấy kẹo tôi ăn ngon quá, thế là tôi cũng muốn ăn. Nhưng mà tôi không biết ăn gì. Và tôi chợt nhớ ra tôi còn cái này. Thật sự con mua thích ăn xoài chín lắm. Ở cái chỗ là chúng ta có thể bóc bằng tay ấy, không cần gọt. Đây các bạn. Oh, trời ơi, xé nó đã lắm. Ăn thôi ha. Nó ngọt, nó ngon. Trời ơi. Ê các bạn nhìn nè, trời ơi sau khi tôi mút thì xoài từ từng này còn từng này, trời ơi cái hạt nó lép, đáng sợ chưa? Không phải đáng sợ mà là ngon chưa? À đây 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 đây, đồ ăn của con đây. Mẹ xin lỗi. Trời ơi, bóc đã. Hộp thứ hai. Nhìn hay quá.
Trời ơi, nhìn tôi xé này mọi người. Nhìn đã quá. Trời ơi, ăn ngon không kẹo? Ngon nhỉ? Ôi, cái cuối này cả môi sẽ để dành cho kẹo. Ok, và ngày hôm nay tự ăn được 4 quả xoài. Và đây là tổng hạt của 4 quả, trời ơi. Ôi, ngã 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 con. Ôi, tôi đi dọn cho kẹo đây, trời ơi, kẹo làm đổ đồ ăn rồi. Mẹ ăn không rồi, các bạn nhớ ăn cho cậu giúp mình nha, bye bye. Anh nhá, ngày hôm nay chúng ta ăn cơm cá hồi ngâm tương. Nhưng mà chúng ta có một súp miso, ôi đậu nè, tôi thích ăn đậu này lắm. Mà sao ít quá nhỏ. Cái này hình như là trong ngâm nước muối này nó hơi mặn mặn như canh trong biển hả? Eo ơi, cơm thì rõ nhiều nha, nhưng mà đồ ăn thì hơi ít. Ở đây chúng ta có cá hồi ngâm tương, trứng ngâm tương, kim chi, gừng đỏ, cơm với cả xà lát. Wow, canh trong biển nó ngon thật sự nha. Nó khác các cái canh trong biển mà bình thường các mui hay ăn ở mấy quán cơm lắm mọi người. Nó khác thật sự, các mui nấu nó cũng khác nữa. Hình như nước dùng là nước miso với tao ấy. Uống thử canh miso biết liền. Wow, hình như chúng ta vào đúng quán kiểu đồ ăn Nhật, kiểu vị Nhật luôn á mọi người. Trời ơi, nó khác. Trời ơi. Bây giờ chúng ta ăn đầu tiên đó chính là trứng ngâm tương. Bây giờ chúng ta ăn đến miếng cá hồi nào. Cá hồi ngon hơn trứng nha. Nó kiểu vừa phải, nó mềm, nó tan trong miệng. Một miếng cá xong một miếng cơm. Trời ơi, vỏ trứng hả? Trời. Cơm cá hồi. Ôi mẹ ơi, mình cũng dính muối. Ngon, bye bye. Ngon quá trời, nước mắt. Mọi người ạ, ăn xong tôi mới phát hiện ra trong túi người ta còn cho cả wasabi nữa. Nhưng mà wasabi này nó lạ lắm nha mọi người. Thêm cả tương ớt, thêm cả cái đậu nành nữa. Nhưng mà nói chung là ở đây làm vừa rồi, không cần thêm gia vị. Các bạn ạ, mình đang đau bụng. Và mình vừa đi 20 mấy lầu thang máy. Nên là bây giờ cơ thể mình kiểu mình đang cảm thấy lâng lâng, kiểu nó bay bay ấy. Mà không biết có bạn nào từng cảm thấy giống Camu ấy không. Nhưng mà nói chung là nó là vậy đó. Mình cũng chả biết mình nên ăn gì nữa. Nên là mình đặt KFC về mình ăn. Yeah. Cái này mở sao ta mình cũng không biết nữa. Nên là mình sẽ, bình thường là mình không cục xúc vậy đâu, nhưng mà nghe tôi mệt quá. Ok, và chúng ta có hai miếng gà KFC và khoai tây nghiền. Tôi sẽ ăn thử khoai tây nghiền trước, thử xem là có khác nhiều với Texas em yêu của tôi hay không. Mở ra là thấy mùi cái sốt KFC nó lỏng hơn nha, sốt của Texas nó thánh hơn, còn cái này bị hơi lỏng. Nói chung cũng tương đương à. Ê, không phải, nhưng mà hơi ít nha. Các mùi biết là mặc dù các mùi lấy loại ít nhưng mà ít đúng không ạ? Rất là lâu rồi các mùi không ăn KFC á, đã từ rất lâu rồi. Tương cà tương ớt đây. Đau bụng quá, có thể ăn nhanh rồi đi nằm đúng không? Tôi sắp gục ngã rồi. Tương ớt của KFC là tương ớt kiểu chua ngọt ấy. Ở tương cà của KFC cảm giác nó rất là fresh. Okay, ăn gà thôi. Yeah. Nếu mà mặt cam mưa nhăn thì mọi người thông cảm nha. Ăn ngon nhưng mà đau bụng thì mặt ai cũng nhăn thôi. Nhà gà của FC luôn là huyền thoại.
mai đã ỉu rồi. Sau một hồi ăn thì Cam mới thích sốt của KFC, tại vì sốt nó cảm giác ăn nó fresh lắm, nó kiểu mình không biết nói sao, nó kiểu tự nhiên ý, thiên nhiên ý, mới lại nó có nhiều vị chua, tôi thích ăn vị chua. Còn gà thì của KFC thì đó giờ vẫn là number one rồi, ai cũng biết. Khoai thì cũng ngon, nhưng mà về khoai tây nghiền thì vẫn là của Texas là nhất. Mời xem rồi các bạn nhớ ăn dấu cộng giúp mình nhé, bye bye. Ok, hôm nay tôi đang bắt chân lên cổ, tôi đang mấy lần gì thì tôi lướt phở bò, tôi thấy có một bài về bánh gối nên tôi quyết định ok ăn luôn, đặt luôn, có vấn đề gì đâu nhỉ. Đây là nước chấm của gà ủ muối và tôi biết tại vì tôi đặt ở tiệm gà ủ muối không ổn rồi. Trời ơi, cái bánh gối nó thơm. Mới tội là cái nước chấm ăn bánh gối ở miền Bắc của mình khác, không phải là cái loại này, nó là nước chấm chua ngọt cơ. Mà các bạn nghĩ Campuchia không biết pha sao? No, tôi biết, nhưng mà vấn đề là một chỗ là không có đồ. Campuchia không biết mọi người pha sao, nhưng mà thực sự là Campuchia pha nước chấm ấy, ngày trước Campuchia được mẹ Campuchia dạy là Campuchia sẽ pha bằng giấm cơ, chứ tôi không pha bằng chanh hoặc là quất đâu. Ăn thử coi. Ở trong bánh gối thường sẽ có mộc nhĩ, có thịt, có miến, một quả trứng cút, thường thường sẽ là thế, và có thêm cà rốt nữa. Ăn mà thiếu vị chua thì chúng ta sẽ làm gì? Uống nước vị chua. Đây là good mood, trời ơi. Có hai thứ các mùi uống chưa bao giờ thấy chán, nó chính là kombucha và good mood. Ăn nó phải chua chua, cay cay một xíu nó mới ngoan. Đấy là nguyên nhân tôi thích đồ ăn Thái mọi người, tại vì đồ ăn Thái nó cũng kiểu chua chua cay cay. Bye bye. Annyeong, naegatsuhakune. Ok, hôm nay tôi ăn bánh gió. Tôi đặt về, tôi cứ tưởng người ta sẽ xếp cho tôi một cái đông lạnh, nhưng không, nó không hề lạnh chút nào. Tôi nghĩ là do cái thời tiết của Hồ Chí Minh có để ra ngoài trong cái thời gian ship thì nó cũng đỡ lạnh rồi. Trong phía sâu vẫn hơi lạnh lạnh nè. Ok, đây chúng ta có một cái, tôi sẽ lấy ra họ hai cái. Đây là mật gì? Đúng rồi, đây ghi là mật mía này. Nhưng mà bánh này hình như là không yêu cầu ăn nóng nên tôi không cần hấp lại. Mà bánh này khéo ạ, ăn lạnh nó còn ngon chứ. Trời ơi, cái mùi nó thơm nhớ quá. Nó sẽ nó màu xanh ta. Bánh do tôi nhớ nó kiểu màu hơi cam cam, kiểu vàng cánh rán đồ đó. Nên mọi người, wow. Nó không đậm vị như cái bánh tươi, tại vì cái bánh này các mua nghĩ là nó đã cấp đông rồi á, nên là nó sẽ không được ngon như cái bánh tươi ngày trước các mua ở Hà Nội các mua ăn nữa, mẹ các mua về á. Nhưng mà cái này cũng là ok lắm rồi đó. Và đây chính là cái mật mía nữa mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta cùng ăn thử. Tôi sẽ sắn một ít, tại nó dính quá, nếu không các mua cũng móc kiểu là giấy ra xong rồi chấm từng phát á. Đây, rồi chấm mật mía. Cái mật mía nó ngon á. Này ăn này không được rồi, ăn thế này nó cảm giác nó không đúng. Nó phải như thế này mọi người, nó kiểu dài dài này, xong rồi chấm vào mật mía. Ok ăn. Mật mía này được một cái là chính là khi mà mình ăn nhá, nó không bị quá ngọt nha, nó kiểu ngọt vừa, mặc dù các mua chấm rất nhiều nhưng mà nó vẫn kiểu ngọt thường thôi, chứ nó không bị ngọt gắt. Chứ còn ngày trước là không, nếu mà không có mật mía thì các mua sẽ chấm đường, nhưng có mật mía phải chấm mật mía nó mới ngon nhất. Thật ra có một ý nghĩ trong đầu các mua vừa rồi là các mua muốn thử ăn nó với tương ớt, nhưng các mua nghĩ là không nên. Hey, một miếng siêu to. Các mua nghĩ là ăn mua sẽ ăn được 2 cái, trong khi combo này là có 10 cái. Tôi nghĩ là tôi sẽ chia cho anh em của tôi ăn. Trời ơi, bóc khó khăn, nhưng mà khi ăn thì nó sẽ bù lại rất là nhiều. Miếng cuối cùng. Hey, bye bye. Hello mọi người, hôm nay tôi ăn thứ là ở đây tôi thấy đó chính là người ta ghi là bún đỏ, còn làm từ cái gì tôi cũng không biết nữa. Đây. Ủa, cho rau. Ui, nhìn cái bún này hay ấy, cái sợi nó siêu to luôn. Đây là hành. Ồ, có cả ớt và mắm tôm sao.
Thôi thì mình cứ cho hết ha, tại vì mình đâu có biết vị đến như thế nào đâu. Ớt. À, bây giờ cho nước vào. Trong đây nó cũng cảm giác nó không có gì đặc biệt lắm nhỉ. Đây chúng ta sẽ có huyết này. Bì không hả? Thích chưa? Giò. Cái này tao cũng không biết gọi là gì nữa. Để ăn thử. Nó kiểu chả, thêm một cái trứng cút nữa. Ok, ăn thôi. Chút trốn quá vậy. Nó cũng na ná hơi bún mắm nhưng mà nó cảm giác nó thanh hơn. Có một điểm là người ta rau người ta gọi là gì đó, trụng kỹ, tôi thích nha. Nhưng mà mục đích của cam mui chính là ăn măng mọi người ạ. Yeah, măng. Ui, cái hũ măng tỏi này mà ăn với phở thì nó ngon nè. Ok, lần sau tôi sẽ ăn phở. Trời ơi, huyết ngọt thế. Tạm biệt. Và bây giờ chúng ta ăn đến cái thứ ngon nhất cuối cùng. Giò. Trời ơi, nó mềm. Ngon dữ trời. Rút được xương ra luôn này, trời ơi. Cái miếng thịt giò này ngon. Nó quá. Nhưng phải ăn nốt cái miếng giò này ngon quá. No quá, không ăn thêm được nữa. Bye bye. Cái bún đỏ này nói chung là cũng như bún mắm nhưng mà nó thanh hơn. Yeah. Bye bye. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với bữa cơm tự nấu 1/2 của tôi. Tại vì sao? Rau thì tôi tự xào, tự nấu. Nhưng mà cơm thì Camui chưa mua được nồi. Nên là Camui vẫn phải đi mua cơm. Còn thịt thì mình cũng phải đi mua luôn. Tại vì lúc mình nấu là vào 12 giờ đêm. Nên là không có chỗ để mua thịt để xào đồ các thứ. Mình đang phân vân không biết là có nên mua nồi cơm để nấu cơm hay không. Tại vì thứ nhất là ăn cơm ở ngoài này có những cơm có chỗ ngon mà có chỗ thì không ngon. Nhưng mà nếu mà mua nồi nấu thì nó cũng hơi thừa. Tại vì Camui sống một mình ý, cũng không phải lúc nào Camui cũng ăn cơm. Tôi mới nhận lá lốt mọi người ạ. Nên là sắp tới tôi sẽ làm chả lá lốt. Úi trời, lâu lắm không ăn. Cơm này ta sẽ cho thêm thịt kho tàu lên trên. Ôi trời ơi, nhìn nó đã. Xong rồi, cơm có thể ăn không hết, thịt có thể ăn không hết, nhưng rau làm phải hết. Nhưng mà giờ tôi không sợ nữa, tôi không phải ăn cố nữa. Tại vì sao? Tại vì bây giờ tôi có tủ lạnh rồi, tôi cũng có lò vi sóng rồi. Ok, mình ăn xong rồi, các bạn nhớ ăn cho cộng giúp tôi nghe. Bye bye. Ăn nhau. Tôi đặt đồ xong, xong rồi tôi mãi làm sao tôi cũng quên mất là tôi đã đặt đồ gì mọi người ạ. Nhưng không sao, như vậy cho nó kiểu đặc biệt. Cơm thịt heo. À, nhớ rồi, cơm cà ri. Tôi đặt cơm cà ri với má ơi. Cơm nó cũng hơi đắt một chút đấy. Có là thêm một cái chả ấy không, như là chả
gì đó. Đúng, cái trà nó ngon. Nó trà gì đấy? Trà ghen mai cha. Ok, vậy mình đã ăn được cơm cà rinh rồi. Tôi nghĩ là nó sẽ để ăn riêng cái trà đó thì ngon rồi. Quý vị, ngày hôm nay chúng ta cùng ăn bắp mini. Đây là loại bắp mini của bên Tung Của đó, nó chỉ có bằng tầm 2 ngón tay thôi. Còn bên này là bắp mini, là ngô nếp Điện Biên của Việt Nam mình, thì nó hơi to hơn một xíu. Ok, mình chúng ta cùng ăn thử bắp Trung Quốc trước. Bắp Việt Nam mình thì phải đông đá, còn bên Trung Quốc là nha cam mua về một cái không cần đông đá luôn. Trời đất ơi, đỉnh như vậy. Nó hút chân không các thứ. Thế lắm. Ok, ăn thử coi. Nó cần hấp đúng hơn mọi người, tại vì nó khô con. Cái này đúng là phải hấp mới được nha. Thật ra ăn luôn cũng được, nó khô quá. Thôi chúng ta ăn bắp Việt Nam mình thôi. Nếu mà hấp mà nó ẩm đủ á thì các mình nghĩ nó cũng ngon đấy. Bây giờ chúng ta ăn đến bắp mini, ngon nếp Điện Biên. Ôi nhìn nó ngon. Oh my god, nó còn đầy nước ở trong đây luôn. Nó ngọt, nó ngon lắm mọi người. Ăn thật ra hai cái này ăn nó cũng như nhau á, mà tính ra màu nó cũng giống nữa. Nhưng mà cái này thì nó bị khô quá, nó cần hấp trong nước. Thì để nó hấp thụ nước á thì nó đỡ khô, nó sẽ ngon hơn. Ôi, không phải như cái bắp mini này á, nó mềm, cắn nước nó ngọt, trời ơi đã quá à. Không biết các bạn nào giống Camu không, ăn ngô thì Camu lúc nào cũng thích ăn lõi hết trơn, kiểu cắn nước nó chảy ra thế. Oh my god, trời ơi bắp này có màu nè. Ê sao bắp lúc nãy không có màu, bắp này có màu ta, có gì lại. Trời ơi, nhìn cái bắp nó ngon. Mấy cái bắp mini này cắn ruột dễ, thích quá. Chứ còn bình thường cái bắp to cắn khó khổ lắm. Xong, trời ơi nó đã. Còn cái bắp mini của bên Trung Quốc này thì ăn cũng được, cũng ngon á. Nhưng vấn đề là phải hấp với nước, không thì nó sẽ kiểu cả có nóng đi nữa thì nó cũng khô cứng không à. Nó không ăn cảm giác nó không đã. Còn bắp ở Việt Nam mình thì chỉ cần hấp lá vi sóng thôi là được. Nhưng mà được cái thì bắp này đúng chuẩn mini, còn cái này thì hơi mini thôi. Ok, bye bye, mình ăn xong rồi. Và các bạn nhớ ăn cho cậu giúp mình nha, bye bye.